ước mơ cuộc sống như nó. Nhưng mà các bạn ạ, nếu như các bạn sống trong cái cuộc sống này, các bạn đừng mơ ước mơ hay là so sánh thành một người khác. Tại vì mỗi người sinh ra đều có một cái số phận và một cái mảnh đời khác nhau rồi. Bạn được cái này thì bạn sẽ mất cái kia, và mất cái này thì bạn sẽ được cái kia. Cuộc sống nó là bù trừ mà các bạn. Đến tận bây giờ có ai nói là các bạn hài lòng với cuộc sống này không? Các bạn có hạnh phúc không? Hay là các bạn có cảm thấy vui vẻ với cuộc sống này không? Cũng đéo ai dám trả lời là có, và cũng đéo ai dám trả lời là không cả. Tại vì chính bản thân mình cũng đéo biết được là cuộc sống này nó sẽ trôi đi về đâu. Gần nhau rồi yêu nhau xong thì mẹ em yêu nhau ở gần nhau, quản lý nhau thì mẹ nhớ lúc còn đau. Em nó có người yêu rồi, sao cướp lại nó đây? Ui giời, đi mẹ mày, còn trẻ cứ mẹ mày lo học lo hành lo kiếm tiền đi, cứ lo ve yêu đương làm cái đéo gì, khổ thế nhở? Suốt ngày cứ lên hỏi người yêu em thế, người yêu em thế kia. Các ông sống như bản thân mình trước đi, rồi hãy sống cho người khác. Bây giờ yêu đương vào ảnh hưởng bao nhiêu người không? Bố mẹ buồn phiền, thầy cô lo lắng. Tập trung vào mà học hành kiếm tiền đi, đến khi thành đạt rồi thì tự khác có gái nó bâu vào, lúc đấy thì có quyền lựa chọn chứ không phải là đi tán người khác nữa, hiểu chưa? Cảm ơn Hi nhá. Em phải hiểu được phụ nữ cần gì. Em nghe câu chuyện phụ nữ cần gì chưa? Nhân câu chuyện này anh sẽ kể cho em về một cái câu chuyện gọi là phụ nữ cần gì. Ngày xưa xưa lắm. Thank you.
chả có ý kiến gì cả. Bỏ em ơi. Xong. Lỗi chả phải của em, lỗi cũng chả phải của người yêu em. Thế thôi. Lỗi là do khoảng cách em ạ. Mà em đơn giản thế thôi. Ra nước ngoài buổi có chuyện yêu xa. Còn chỉ phải khi mà người ta vắng em rồi, người ta tìm ra một nửa, thì phải người ta tìm ra cái thứ cảm xúc người ta gọi là tình yêu, nó mãnh liệt hơn em, thì mà thì người ta có bầu với nhau.